Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay trong lời của Chúa trong dân số ký chương 4 chúng con cầu nguyện xin ngài soi dẫn co, cho, chúng con để lời của Chúa là đường đi là sự sống là đồ ăn là thuốc và là sự chuyên trở chúng con chúng con cảm ơn ngài trong danh Jesus Christ Amen trong sách dân số ký chương 4 ở đây nói về nhiệm vụ của những thầy tế lễ phần A ấy là về công việc của những con cháu kê hát câu 1 đến câu 3 Đức Chúa đại phán cùng môi xe và Aaron rằng trong người Lê Vi hãy dựng sổ các con cháu kê tùy theo họ hàng và tông tộc của chúng nó, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công và hội mạc. Trong số những người đàn ông của gia đình kê chỉ những người từ 30 đến 50 mới được phép thực sự làm công việc nơi thánh. Theo một cách nào đó, điều này được cho là nguyên tố cốt yếu của cuộc đời một con người, một người đàn ông, kết hợp cả trí tuệ và sức mạnh, thể chất và Đức Chúa Trời muốn điều tốt nhất từ gia đình kê câu 4 đến câu 14 nói về việc đóng gói đồ đạc và vật dụng của đền tạm. Này sẽ là phần việc của con cháu kê hát trong, tại trong hội mạc. Họ sẽ coi sóc nơi chi thánh khi nào rời trại quân đi. Aaron và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bằng chứng, Đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược, trải lên một tấm nỉ toàn bằng màu điều xanh và sỏ đòn khiêng vào. Cũng trải một tấm nỉ màu điều xanh trên cái bàn về bánh trần thiết. Ở trên bàn thì sắp đĩa, chén, tổ và chậu về những lễ quán. Bàn, bánh hằng, trần thiết cũng sẽ có ở trên nữa. Rồi trải trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sọc, đắp một tấm phủ bằng da cá nược, sỏ đòn khiêng vào. Cũng phải lấy một tấm nỉ màu điều xanh mà đậy chân đèn thắp các thép đèn kéo hớt tim đồ đựng cho và các bình dầu mà người ta dùng về chân đèn rồi để chân đèn và hết thải đồ phụ tùng trong một tấm phủ bằng da cá nược để lên trên cái xè Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu điều xanh và đắp một tấm phủ bằng da cá nược rồi sỏ đòn khiêng vào. Lại cũng phải lấy hết thảy đồ đạc dùng về công việc nơi thánh để trong một tấm nỉ màu điều xanh rồi đắp một tấm phủ bằng da cá nược và để lên trên cái xẻ phải hốt cho của bàn thờ trải ở trên một tấm nỉ màu đỏ điều để lên trên hết thảy đồ đạc dùng về công việc của bàn thờ tức là những lư hương nĩa vá chén cùng những đồ phụ tùng của bàn thờ rồi đắp trên bàn thờ một tấm phủ bằng da cá nược và sỏ đòn khiêng vào khi nào rời chạy quân đi, trên đường đến đất hứa, đồ đạc trong nhà tạm sẽ phải di chuyển và mang theo quãng đường rất xa. Nhưng trước tiên nó phải được đóng gói đúng cách để đảm bảo hành trình an toàn. Vì bản thân đồ đạc là đồ thánh, nó phải được Aaron và các thầy tế lễ che chở và đóng gói trước khi các con trai của KH có thể mang đi. Câu 15 đến câu 20, việc di chuyển đồ đạc và vật dụng của đền tạm sau khi Aaron và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong. Khi rời trại quân đi thì các con cháu kê hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu kê hát phải khiêng đi. Eleasa, con trai thầy tế lễ Aaron, sẽ coi về dầu thắp đèn, hương liệu của lễ trai hằng hiến, dầu sức cả đền tạm và hết thảy vật chi ở trong nơi thánh với đồ phụ tùng của nơi thánh. Đức giê lại phán cùng Môi-se và Aaron rằng: Hãy làm thế nào cho tông tộc kê hát chớ bị trút khỏi chi phái Lê Vi và hãy làm điều này cho chúng nó để khi đến gần nơi truy thánh chúng nó được sống chẳng phải chết. Aaron và các con trai người phải đến các công việc cho mỗi người và đồ chi họ phải khiêng đi. Dẫu một lát chúng nó chớ nên vào đặng xem những vật thánh e phải chết chăng. Khi rời đại quân đi thì các con cháu kê hát phải đến đặng khiêng đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh e phải chết chăng. Người KH bị cấm chạm vào bất kỳ đồ đạc nào trong đền tạm. Nó được làm bằng các cọc mà người ta có thể sử dụng, dùng nó để mà khiêng các đồ đạc mà vẫn không cần phải chạm vào chính các đồ vật đó. Nhiệm vụ được chỉ định của Eliasa, con trai cả còn sống sót của thầy tế lễ tầng phẩm Aaron, là giám sát các công việc của KH. Còn nhiệm vụ của Ketson, phần B, từ câu 21 đến câu 23, Đức Yêu va phán của môi xe rằng cũng hãy dựng sổ các con cháu kẹt xôn tùy theo tông tộc và họ hàng họ. Từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, người khá kê sổ hết thảy những người nào có thể làm công việc trong hội mạng. Tiếp theo là câu 24 đến câu 28, nhiệm vụ của các con cháu kẹt xôn này là chức việc của các họ hàng kẹt xôn hoặc phải làm hoặc phải khiêng đồ họ sẽ mang những tấm màn của đền tạm và hội mạc tấm bong của hội mạc tấm lá phủ bằng da cá nược ở trên và bức màn của cửa hội mạc các bố vi của hành lang ở chung quanh đền tạm và bàn thờ bức màn của cửa hành lang những cây trạc và hết thảy đồ dùng về các vật đó cùng làm các công việc về những món ấy hết thảy công việc của con cháu kẹt xôn món chi họ phải khiêng đi và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh Aaron và các con trai người chỉ biểu. Người phải giao cho họ coi sóc món chi phải khiêng đi. Trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu kẹt xôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Itama, con trai thầy tế lễ à, Aaron. Đây là công việc của các gia đình kẻ xôn. Họ giám sát các lớp phủ của đền tạm, da và các thiết kế, dệt nghệ thuật tạo nên các bức tường và mái lèo. Họ đã làm điều này dưới sự giám sát của Itama, con trai của Aaron. Phần C, bổn phận của gia đình Merari, những người thích hợp để phục vụ, câu 29 câu 30. Người phải kê sổ con cháu Merari tùy theo họ hàng và tông tộc của họ từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc câu 31 đến câu 33, nhiệm vụ của gia đình Merari. về các công việc của con cháu Merari trong hội mạc này là vật họ phải coi sóc và khiêng đi những tấm ván của đền tạm các xà ngang trụ lỗ trụ các trụ chung quanh hành lang và lỗ trụ nọc dây chạc cùng hết thảy đồ đạc và các vật chi dùng về việc đó các ngươi sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi đó là hết thảy việc của các họ hàng Merari về những công việc trong hội mạc mà họ phải làm ở dưới quyền cai trị của Itama con trai thầy tế lễ Aaron về các công việc của con cháu Meredi trong hội mạc này là vật họ phải coi sóc và khiêng đi họ có công việc đóng gói và vận chuyển các tấm ván của cột trụ của đền tạm đây là công việc quan trọng bởi vì tất cả các kim loại quý được sử dụng và trọng lượng của đền tạm là khoảng 8,6 tấn 19.000 pound các người sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi đây không phải là công việc tình nguyện Moses xe và aaron đã chỉ định cho mỗi người tên những vật dụng mà họ phải mang theo với đồ đạc có giá trị như vậy và quãng đường dài như vậy đó là một công việc quan trọng cần phải làm Phần D, tóm tắt cuộc điều tra dân số của người Lê Vi, câu 34 đến 48, nói về con số cuối cùng theo các gia đình. Vậy môi xe và Aaron và những trưởng hội trưởng kê sổ con cháu K.H. tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công trong hội mạc và những người mà người ta kê sổ tùy theo họ hàng cộng được 2750. Đó là những người của các họ hàng K.H. đã bị kê sổ, tức là hết thảy người hầu việc trong hội mạc mà môi xe và Aaron kê sổ. Y theo mạng của Đức Yêu Va đã cậy môi xe truyền dạy, còn con cháu của kẻ Sôn đã bị kê sổ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 2630. Đó là những người về các họ hàng con cháu kẻ đã bị kê sổ, tức là mọi người hầu việc trong hội mạc mà môi xe và Aaron tu bộ theo mạng của Đức Yêu và Còn những người về họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ, tùy theo họ hàng và tông tộc của họ từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người có thể giúp công trong hội mạc cộng được 32.200. Đó là những người về các họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ. Môi xe và Aaron lấy bộ dân. Y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy môi xe truyền dạy. Hết thảy những kẻ trong người Lê-vi và môi xe a và các quan trưởng Israel tu bộ tùy theo họ hàng và thông tộc của họ, từ 30 tuổi trở lên cho đến 50, tức là mọi người đến đặng hầu việc và khiêng đồ trong hội mạc, cộng được mươi. Câu 49 nói về tổ chức và trật tự của người Lê Vi. Người ta tu bộ người Lê Vi tùy theo mạng của Đức Yêu Va đã cậy môi xe truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm và vật chi mình phải khiêng đi. Người ta tu bộ dân tùy theo lời Đức Yêu Va đã phán dặn môi xe vậy. Theo như điều răn của Chúa, họ được điểm danh. Chúng ta nhớ rằng cuộc điều tra dân số này do Đức Chúa Trời chỉ huy và có một mục đích rõ ràng trong kế hoạch của Ngài việc mình phải làm và vật chi mình phải khiêng đi. Mỗi người trong số họ đều có một vai trò trong việc thực hiện công việc của đền tạm và đức chúa này đã khiến tất cả họ nương vào nhau để làm công việc đó. Điều đáng lưu ý là những người Lê Vi này mặc dầu tất cả đều được thánh hiến như nhau cho đức chúa trời nhưng không phải tất cả đều hoàn toàn giống nhau để thực hiện công việc. Đức chúa này không phải là đức chúa này của mọi sự giống nhau. Có một sự đồng nhất kỳ diệu trong mọi cái ngài làm đều có chương trình nhưng cũng có một sự tương đồng kỳ diệu ở trong sự khác nhau nữa. Trích dẫn của Spurgeon. Phaolô nói rằng Hội Thánh hoạt động giống như một thân thể và nhiều bộ phận khác nhau làm trong những công việc khác nhau đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Một số dễ thấy hơn, một số thì không dễ thấy, nhưng tất cả đều là cần thiết và tất cả đều có cùng một mã gen di truyền là DNA có nhiều rắc rối gây ra trong sự việc sụp sự Chúa bởi có những nhân tố những con người mong muốn một sự kêu gọi khác với họ khác với sự mà Chúa cho họ hoặc những người ghen tị với những người có một số sự kêu gọi khác hoặc bởi những người đề cao sự kêu gọi này hay là hạ thấp sự kêu gọi khác mọi người đều có một vị trí và công việc và tất cả đều có thể tự đặt mình vào để làm công việc đó phần tiếp theo đây là chúng ta quan sát ở trong cái trang bbstudium de Đoạn Kinh Thánh nói về việc David mang Hòm đến Jerusalem trong 2 Samuel chương 6 câu 1 đến câu 5. Và để tìm hiểu lý do tại sao Usa bị chết, David sống ở Jerusalem và đã chiến đấu chống lại kẻ thù đầu tiên. 2 Samuel chương 6 câu 1 cho đến uh, câu 7 đã viết lại nhóm hết thảy những người kén chọn của Israel, số trường 3 vạn người, đoạn người trỗi dậy có cả dân sự đồng theo, từ đi từ Ba Lê ở xứ Juda đặng thịnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Yêu Va Vạn Quân, vẫn ngự ở giữa Cherubim tại trên hòm ấy. Chúng đề hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nồng. Usa và Ahizo, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy chúng rời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nồng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahizo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Yêu Va với đủ thứ nhạc khí, gỗ bã hương, đàn cầm đàn sắt trống, bạt và mã la. Khi đến sân đạp lúa của Nacon, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thành nộ của Đức Yêu Va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời david sống ở jerusalem và chiến đấu chống lại kẻ thù đầu tiên phải làm gì bây giờ đối với david thì không có gì phải bàn cãi ông ta muốn mang hòm đến jerusalem đấy là hòm của sức mạnh của đức chúa trời phải tìm được một chỗ đứng lâu dài ở tại jerusalem điều ước của david rất là thiêng liêng và động cơ của ông rất trong sáng nhưng ông đã làm điều tốt một cách sai lầm sai phương cách bởi vì luật pháp luật áp dụng cho việc vận chuyển hòm khác với việc vận chuyển bất kỳ loại đồ đạc nào hòm phải được che bằng màn và được vác trên vai của những người lê vi trong dân số ký, chương 4, câu 5, câu 7, hoặc là trong chương 9, thì con nói, những người không có giao chi cho con cháu kê hát vì họ mắc phần công việc về những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Những điều đó đã bị bỏ qua, Hòm được đặt trên một chiếc xe mới, giống như những người Philippines gian ác đã làm, một xa bên chương 5, từ câu 2 trở đi, kể về việc mà họ bỏ Hòm ra ước trên con bò, một con bò cái mà vừa mới đẻ con ấy. Người ta có thể hình dung một cách sống động điều này đã được biện minh như thế nào. Nó dễ dàng hơn nhiều so với một toa xe. Chúa đã ban cho chúng ta một tâm trí và chúng ta cũng nên sử dụng. Không quan trọng là hòm giao ước được vận chuyển trong toa xe hay là được khiêng vác. Chúa không để ý đến những điều tầm thường như vậy. Dù sao, như thế nào cũng không quá quan trọng. Nó phụ thuộc vào trái tim, chân thành và động cơ. Bằng cách nào đó tất cả nghe có vẻ khá ổn, nhưng bằng cách nào đó nó cũng khá là sai lầm về những điều được nêu ra ở trên. Điều đó không phụ thuộc vào sự cân nhắc của chúng ta mà phụ thuộc vào lời Chúa. Và những gì Kinh Thánh nói phải hoàn toàn ràng buộc đối với chúng ta. Bây giờ, điều phải đến đã đến. Xe bò bị vấp và chiếc hòm khiêng, chiếc hòm thiêng đe dọa bị rơi xuống đất. Usa thì muốn ngăn cản, lấy tay với lấy chiếc hòm theo dân số ký chương 4 câu 15 mà chúng ta vừa học. Ở đây là nói sau khi Aaron và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc trong nơi thánh xong, khi rời chạy quân đi thì các con cháu kê hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh e phải chết chăng. Trong hội mạc ấy là đồ mà các con cháu kê hát phải khiêng đi. Và đó chính là cái điều mà dẫn đến cái chết của Usa nghĩ tốt nhưng làm chưa tốt. Đó cũng là một bài học quan trọng cho chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta muốn phục vụ Chúa, mặc dầu tất nhiên đó là điều quan trọng, không chỉ mỗi động cơ của chúng ta mới là vấn đề quan trọng. David băn khoăn làm cách nào để đem được chiếc hòm về, nhưng thực ra một câu hỏi thừa, bởi vì điều đó đã được Chúa ra lệnh từ lâu. Đôi khi chúng ta cũng đặt ra những câu hỏi thừa nếu chúng ta đã quen thuộc với kinh thánh của mình hơn. Dẫu sao David không muốn chiếc hòm mang theo mình, và vì vậy nó đến với nhà Obed Edom người cát. Đây là một người Philippines, như trong Joshua chương 13 câu 3. Mặc dù đã có kinh nghiệm trong quá khứ một gia mên chương 5 câu 2 đến câu 4 là sẵn sàng nhận hòm và chiếc hòm một hình ảnh của Chúa Giêsu mang phước lành vào nhà của ông. Xem sang thế chương 30 câu 27. La Ban đáp rằng, ước gì cậu được nhờ ơn cháu, cậu cũng đoán rõ ràng. Đức Yêu Va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Sáng thế ký chương 39, câu 5 Từ khi người gặp Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi thì Đức Yêu Va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Yêu Va bùa khắp mọi vật của người làm chủ hoặc trong nhà hoặc ngoài đồng. Hình ảnh là Chúa Xu ở trong những con người đó, trong Jacob, trong Joseph. Ấy. Chúng ta học được là gì? Phước lành của Chúa là một thực tế sống động. Những người khác sẽ công nhận và nói về phước lành đó. Xem sang thế ký chương 26 câu 28. Phước lành thúc đẩy những người khác giống như David cũng muốn được ban phước. David bây giờ đã mang chiếc hòm đến Jerusalem theo cách thức quy định. Ông nhảy múa với niềm vui ở trước mặt Chúa và ông đã cởi bỏ cái áo choàng hoàng gia của mình và tấm áo bào của mình ấy và thể hiện trong tư cách và mặc trang phục của một thầy tế lễ nhờ trong câu 14 David mặc bộ ephod vải gai nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn cái bài hát là hát như David xưa. David đã cởi cái áo bào nhà vua mà mặc cái áo bằng ephod và vải gai. Nhưng mà đây chính xác chứ không phải là cởi trần, mà là mặc áo bào vải gai và nhảy mũ hết sức ở trước mặt Chúa là Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa và qua đây chúng ta thấy đó là lý do chính. Lý do ở trong cựu ước, trong luật pháp của Chúa nói chứ không phải là lỗi là bởi vì đụng vào người được sức giàu. Mà như chúng ta có nghe và đã từng biết cái đó là nó không đúng với Kinh Thánh. Mà lời đó nói để mà đe thì hơn, để mà dọa thì hơn. Nên chúng ta cần biết với Kinh Thánh. Yeah, cảm ơn Chúa cho những lời này cho ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài cho lời của Chúa để cho hòng giao ước và về sự sắp xếp của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa về những sự sắp xếp này, sự tổ chức này theo như lời của Chúa vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài phán bảo rằng mọi việc đã được xong rồi.